những cái gì trong xe của mình, hệ thống điều hòa của xe của mình. Thì các bạn, khi mà các bạn muốn bật điều hòa trong xe, thì đố các bạn là khi mà các bạn bấm cái AC này á, thường thường mà bấm AC này là sẽ bật điều hòa trong xe. Nhưng đố các bạn cái nào là công tắc chính của nó. Cho các bạn 3 giây đó. Thì cái công tắc chính của hệ thống điều hòa đó bạn, đó là thằng này. Đó là cái cánh quạt của chúng ta đó. Cái quạt, cái fan để mà thổi air ra, để mà thổi khí ra từ cái thổi gió ra từ cái hướng này nè. Tại thì tại sao mình nói cái thằng này là công tắc chính, thì để mà mình muốn cho các bạn sửa xe ô tô biết là cái nào là cái công tắc chính để mà mình mở AC. Thì nếu mà các bạn bật AC lên nè, thì là các bạn mở phần máy lạnh lên. Nhưng mà khi mà các bạn không có bật cái cánh quạt lên á, thì các bạn thấy cái này nó tắt không? Thì đâu là cái công tắc chính của nó, thì có phải là cánh quạt không? Thì khi mà các bạn mở cái cánh quạt lên thì AC nó mới on, thì cái AC này nó mới work, thì cái hệ thống máy lạnh của mình nó mới work. Còn một cái nữa mình muốn nói cho các bạn là khi mà các bạn bật chế độ AC này nè, thì cái cánh quạt trước cái các nước á, nó sẽ mở lên, cái hệ thống mà làm khí lạnh á nó mát. Tại vì cái hệ thống làm khí lạnh trong xe nó bạn nó nằm ở ngoài. Còn cái này á là cái công tắc để mà mình chỉnh hệ thống điều hòa, và đây là cái quạt, và ở đây là nơi để mà thổi gió giúp cho các bạn cảm thấy mà mát. Đối với người bình thường á các bạn, mình chỉ cần biết như đó là đủ rồi. Tại vì người bình thường họ chỉ muốn là tôi trời nóng quá, tôi chỉ muốn bật cái máy lạnh lên thôi, tôi muốn mát trong bên trong thôi. Còn đối với mình là một người thợ sửa xe, mình phải biết cái hệ thống nó làm việc như thế nào. Thì để mà biết cái hệ thống làm việc như thế nào, thì mà các bạn coi cái PowerPoint của mình sẽ giải thích bên cái PowerPoint, thì mình sẽ giúp cho các bạn hiểu cái hệ thống máy lạnh gồm có những bộ phận nào và cái cách làm việc của nó như thế nào. Và các bạn có thể học thêm từ tiếng Anh chuyên ngành về nó nữa. Thì các bạn đi theo mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ dắt các bạn vô cái PowerPoint của mình. Hello các bạn. Thì để mà mình nói về cái bằng về phần máy lạnh á, thì ở bên Mỹ này á, mỗi phần là một cái bằng. Thì để mà đề cập tới cái phần máy lạnh, thì nếu như mà ai ở bên Mỹ này á, thì cần phải lấy một cái bằng này. Đó là cái bằng này nè các bạn. Cái bằng này nó gọi là Mark S. Cái bằng này á, là nó cấp cho mình để mà mình làm cái máy lạnh. Thì nếu như mà ai không có cái bằng này á, mà tự ý làm thì không hợp pháp. Nếu mà các bạn học máy lạnh á, thì các bạn nên lấy phần điều hòa đó, thì các bạn nên lấy cái bằng này ở Mỹ nha. Thì các bạn này là nó gọi là Mark S nè. Thì nó là của hội Mobile Air Conditioner Society. Thì các bạn phải nên lấy cái này. Mình là Vinh. Thì bây giờ đây là cái PowerPoint để mà mình chỉ cho các bạn về cái phần hệ thống điều hòa trên xe ô tô. Thì mình sẽ vào bài luôn. Thì AC thì có nghĩa là chỉ tắt là Air Conditioning, là hệ thống điều hòa máy lạnh. Thì đầu tiên mình sẽ chỉ cho các bạn học những cái tên tiếng Anh về từng bộ phận trên hệ thống điều hòa trên xe. Thì dây đeo là tất cả các bạn đều hiểu rồi, thì nó là dây Cura. Thì cái thứ hai, bộ phận thứ hai đó là AC Compressor. Đó là một bộ phận ép khí. Hồi xưa thì chúng ta sẽ xài khí R12, bây giờ chúng ta sẽ xài khí R134A. Thì hiện tại bây giờ thì người ta xài cái khí này 134A. Tại vì sao bạn? Tại vì hồi xưa đó, khi mà mình xài cái khí R12, thì cái khí đó rất là hại đến môi trường và hại đến sức khỏe của chúng ta. Thì mỗi lần mà hệ thống khí lạnh của chúng ta nó bị rò rỉ, thì cái khí R12 này nó sẽ đi ra ngoài môi trường, và cái khí này nó sẽ nhẹ hơn là oxy. Vì vậy nó sẽ bay lên và nó làm thủng cái tầng ozone của chúng ta. Thì người ta đã nghiên cứu ra và người ta đã bỏ cái R12 đi để mà người ta thay thế vào cái R134. Thì đối với khí R134 này cũng là một khí có chức năng là tạo cái khí lạnh, và nhưng mà cái lợi ích của nó là nó sẽ không gây hại cho môi trường. Thật ra cái khí này cũng gây hại môi trường nhưng mà nó đỡ hơn là khí R12. Thì cái khí này, nó R134 này, chức năng của nó là nó nặng hơn không khí. Thì bởi vậy khi mà hệ thống của các bạn mà có rò rỉ á, thì khi mà bị rò rỉ rồi thì do cái nguyên nhân là nó nặng hơn không khí nên nó sẽ nằm dưới tầng ozone. Thì bởi vậy nó sẽ không làm thủng tầng ozone giống như là cái khí R12. Rồi tiếp tục mình sẽ chỉ cho các bạn tới cái phần AC Condenser. Thì AC Condenser là một bộ phận làm nguội cho cái khí R134A, khí lạnh. Thì R134A thì mình gọi chung nó là khí lạnh đi ha, rồi mình sẽ không có đọc lại nữa. Rồi tiếp theo các bạn phần số 4, đó là AC Receiver Drive. Đây là một bộ phận lọc khí lạnh. Tiếp theo các bạn sẽ có một cái từ gọi là AC Inline Filter Kit, là phần gắn trong đó để mà phần gắn chung với lại cái hệ thống máy lạnh để mà giúp hỗ trợ cho phần lọc khí lạnh. Rồi tiếp tục mình sẽ có số 6 là AC Expansion Valve.
Thì cái valve này là cũng là một cái valve hàng nhiệt, nó hoạt động khi mà đạt được nhiệt độ nhất định thì cái valve này nó sẽ tự động mở ra và nó sẽ đưa cái hỗn hợp khí lạnh vào cái chỗ mà tỏa ra cái hơi lạnh, nhằm mục đích là để đưa cái hơi lạnh vào khoang xe. Và số 7 đó là AC evaporator core, bộ phận cho hơi lạnh vào khoang xe. Thì nếu mà không có thằng này thì trong khoang xe nó sẽ không lạnh, thì cái phần này nó vị trí nó được nằm ở trong cái khoang xe luôn, nó nằm ở trên dashboard, cái chỗ mà các bạn điều chỉnh quạt và điều chỉnh AC này kia đó. Thì cái phần số 8 nó là AC hose assembly. Thì đây là AC là phần lạnh, hose là ống, assembly có nghĩa là được gắn, thì assembly có nghĩa là được gắn rồi lắp ráp, cái nghĩa là như vậy. Thì đây là những cái ống dẫn khí khí lạnh, và mình sẽ nói về hỗn hợp R12 và R134A. Đó là tên của khí mà làm lạnh trên xe ô tô. Và Freon, các bạn có thể đọc là Freon hoặc là Refrigerant. Thì đây là một cái hình của AC Compressor. Đây là một bộ phận ép khí lạnh trên xe ô tô. Thì đây là cái hình của nó, mình show cho các bạn coi. Thì đây là trái tim của hệ thống làm mát trên xe. Các bạn nhớ cho mình nha, đây là trái tim. Nếu như mà không có thằng này thì các bạn sẽ không có khí lạnh trên xe đâu. Và đây là một cái vị trí của nó. Các bạn thấy cái dây beo không? Thì đây là dây Curo. Thì khi mà các bạn ấn cái AC, cái nút mà làm mát, các bạn muốn làm mát, thì cái dây beo nó sẽ kéo luôn cái thằng compressor. Thì lúc đó các bạn sẽ cảm thấy là hơi mát, nó đưa vào khoang xe. Thì đây là cái vị trí của cái compressor. Nó là cái bộ phận ép khí lạnh. Đây là hình của nó, các bạn có thể nhìn. Đây, và là một cái hình nữa. Thì đây là cái sơ đồ về cái nó. Thì compressor là nó nằm ở đây các bạn. Mình sẽ học về, tiếp theo mình sẽ học tới bộ phận AC condenser nhá. Tại vì cái này là trái tim nãy mình nói với các bạn rồi. Còn bây giờ mình sẽ nói về phần AC condenser. Thì phần AC condenser này vị trí của nó là nằm trước đầu xe mình luôn, in front of car nha. Như đây là những cái bức hình tiếp theo mình cho bạn, thì bạn thấy màu trắng này không? Thì đây là condenser, nó được gọi là condenser, bộ phận tỏa nhiệt, tản nhiệt trên hệ thống máy lạnh. Đây là một cái AC condenser khác, đây là một bộ phận tản nhiệt trên hệ thống máy lạnh. Đây, nếu như mà các bạn muốn thay cái AC condenser, bộ phận tản nhiệt, thì các bạn có thể dùng tên tiếng Anh đó là replacement, how to replacement AC condenser, thì ở trên YouTube nó sẽ hiện ra cho các bạn. Thì đây là cái bản đồ condenser mà mình muốn cho các bạn thấy. Thì nó nằm ở trước xe luôn, nó nằm trước đầu xe nhé. Rồi, tiếp theo thì đây là cái AC receiver drive. Thì bây giờ đây là cái bộ phận AC receiver drive, cái từ này đọc khó lắm, AC receiver dryer. Thì đây là một bộ phận lọc khí khi lạnh. Thì đây là phần phần đó nè các bạn đó. Thì các bạn thấy cái gói màu trắng không? Thì nó có thể được gọi là AC receiver dry đó. Thì cái thằng này nó sẽ đặt chung với lại condenser luôn, là cái ống này, nó đặt nằm trong ống này. Thì thường thì nó sẽ là những xe Honda hoặc những xe Toyota thì nó sẽ nằm chung với lại condenser luôn. Và đây là một cái bộ phận khác, và đây là cái vị trí của dryer. Thì receiver dryer nằm đây và condenser nằm đây, và dryer ha. Đây thì các bạn hiểu cái hình này, nó là receiver dry. Đây là một cái bộ phận để mà lọc khí lạnh trên xe ô tô. Đây là một cái hình nữa, thì các bạn có thấy hình con mắt này không? Thì đây là cái con mắt để mà mình check coi trong cái xe mình có khí lạnh hay không. Thì nếu mà có khí lạnh đó, các bạn sẽ thấy nước hoặc là bọt màu trắng đi qua bên này. Đây, tiếp theo mình sẽ nói với các bạn một cái bộ phận nữa, đó là cái bộ phận gọi là AC expansion valve. Thì cái valve này là valve hàng nhiệt trên hệ thống máy lạnh của chúng ta. Thì cái valve này nó hoạt động bằng cách là dựa trên nguyên lý nhiệt các bạn. Thì khi mà nhiệt độ đạt nhất định thì nó sẽ mở ra cho cái hơi lạnh vào bên trong cái hàng evaporator, là cái bộ phận cho hơi lạnh vào trong khoang xe đó. Thì cái valve này là cái valve công tắc để mà cho cái hơi lạnh vào đó. Thì khi mà đạt nhiệt độ nhất định nó sẽ mở ra. Đây là cái hình của nó. Yes. Đây, và đây là một cái người thợ, người ta đã
lấy cái AC expansion nó vào ra rồi đó. Thì đây là cái valve expansion, trong tiếng Anh là có nghĩa là nở ra. Thì đúng cái nhiệt độ nó sẽ nở ra và nó sẽ cho cái hơi lạnh vào. Nếu mà các bạn nào muốn test á, thì mình rất là dễ, mình có thể dùng cái khăn nóng hoặc là một cái khăn lạnh gì đó, mình để trên cái valve này để coi cái valve này cái công tắc nó có nở ra không. Thì cái cách test á là mình phải dùng nhiệt để mà mình test cái valve này. Đây là một cái hình dạng của nó. Và bây giờ mình sẽ nói tới thằng AC Evaporator Core. Thì cái bộ phận này là cái bộ phận cho hơi lạnh vào khoang xe. Thì cái bộ phận cho hơi lạnh vào khoang xe là cái bộ phận này là cái bộ phận chính nè. Chính thứ nhì nha. Còn cái bộ phận mà ép hơi lạnh là bộ phận chính thứ nhất, là cái phần đó là thằng trái tim. Đọc là compressor. Thằng này á, nó sẽ đọc là AC Evaporator Core. Thì evaporator có nghĩa là hiện tượng bốc hơi. Trong dịch trong tiếng Anh các bạn, evaporator là thằng bốc hơi này kia. Thì cái ở cái khu vực này, cái thằng mà AC evaporator core này là cái nơi mà chủ yếu đưa cái hơi lạnh vào khoang xe. Và đây là một số hình. Đây là một cái hình về cái AC evaporator. Đây các bạn thấy không? Đó là có những cái phim tải nhiệt. Thì những cái miếng nhỏ này nó gọi là phim. Giống như là cái từ chuyên môn của nó là phim các bạn. Thì cái phim dịch ra đó thì nó là cái vây cá hoặc là gì đó. Thì nhờ những cái vây này nè, nó sẽ tản nhiệt. Thì tiếp tục mình sẽ nói về cái thằng AC hose. Thì đây là những cái đường ống dẫn khí lạnh vào trong xe. Thì các bạn có thấy không đó, đây là những cái ống dẫn khí lạnh nha các bạn. Low side port là cái lỗ bên áp suất thấp, còn hai side port là dùng để bên cái đường dây cao đường dây nóng. Thì cái port này á, là cái nơi mà để cho chúng ta service, chúng ta bảo trì. Thì nếu như mà hệ thống xe của mình nó không còn lạnh nữa thì chúng ta có thể bơm hơi lạnh vào cái chỗ này. Thì đây là những cái chỗ mà để mà chúng ta service, thì là để chúng ta phục vụ cho khách hàng low side hoặc là high side. Đây là những cái ống ha. Đây là các bạn thấy ống màu xanh này không, thì thường thường màu xanh nó tượng trưng cho hàng low side. Thì các bạn thấy cái ống này nó bự, thường thường bự á, thì là low side, tại vì hàng bự á, nó sẽ chứa cái áp suất nó rất là thấp. Còn nếu mà ống nhỏ á, thì nó sẽ tạo ra áp suất cao, thì nó được gọi là high side. Các bạn nhớ cho mình ha. Đây các bạn có thấy hai đường ống này không, hai cái đường ống này là hai cái đường ống để chúng ta service. Tiếp theo mình sẽ nói về cái thằng khí R12 hoặc là R134A này. Đó là khí làm lạnh. Thì tên tiếng Anh nó gọi là refrigerant hoặc là freon. Các bạn nói chữ freon là người ta có thể hiểu. Thì đây là hai cái chỗ ống để mà chúng ta bỏ freon vào, để chúng ta bỏ khí lạnh vào. Thì đây là cái máy để mà chúng ta bơm cái hơi lạnh vào. Thì mình đã từng có một cái clip của một cái anh chàng. Anh nói là khi mà mình bơm cái khí lạnh này vào các bạn, thì rồi cái ảnh check bằng cái con mắt trên cái đường ống á. Cái con mắt hồi nãy mà mình nói mà có thể là các bạn thấy hơi lạnh nó đi qua con mắt đó. Thì khi mà ảnh nhìn bằng mắt thường á, các bạn khi mà ảnh service, ảnh bơm cái hơi lạnh vào trong cái hệ thống thống lạnh trên xe, ảnh nói là ảnh có thể dùng tay và dùng kinh nghiệm của mình để đoán được xem coi là ảnh bơm cái khí lạnh nó có vào, nó có đủ cho xe hay không. Thì anh đó ảnh xạo nha các bạn. Thì đối với mình á, là mình không thể nào dùng kinh nghiệm hoặc dùng bằng mắt thường để mà mình kiểm tra cái hơi lạnh khi mà các bạn service, khi mà các bạn muốn bơm cái hơi lạnh vào cho khách hàng. Vì đối với ở bên nước ngoài các bạn, thì cái chủ tính nó rất là quan trọng. Các bạn không thể nào dùng kinh nghiệm để mà làm việc trên cái hệ thống khí lạnh này hết. Tất cả là đều phải xài máy và bỏ vào hệ thống một cách chính xác. Giả sử như cái máy nó chỉ cho khoảng 1 pound khí lạnh, thì các bạn phải bơm đúng 1 pound khí lạnh vào. Để làm chi? Để khi mà người ta kiểm tra, người ta biết các bạn làm đúng quy trình. Nếu như mà các bạn dùng kinh nghiệm, không có máy móc, không có cái gì hết, thì đừng bao giờ đưa cho những cái người đó làm, vì người đó xạo các bạn. Tại vì nếu như không có máy móc, chúng ta sẽ không biết con số chính xác mà chúng ta bỏ vào hệ thống hệ thống lạnh của chúng ta. Vì vậy nếu như mà bỏ quá nhiều thì đường ống của chúng ta nó sẽ bị rò rỉ, tại vì khi mà bạn bỏ nhiều lên á,
thì cái máy ép hơi lạnh nó sẽ làm việc một cách quá mức, và nó sẽ tạo ra áp suất cao, và nó sẽ làm cho tất cả những cái đường ống ở bên trong cái hệ thống lạnh của chúng ta đó nó bị vỡ hoặc là nó bị xì. Thì nếu mà các bạn bơm nhiều quá, còn nếu mà các bạn bơm ít quá thì nó sẽ làm cho cái thằng compressor đó, là cái máy ép hơi lạnh, nó làm việc quá mức để mà nó cung cấp cái hơi lạnh vào trong cái khoang xe. Thì khi mà bơm ít như vậy đó thì bắt buộc cái thằng compressor, cái thằng ép hơi lạnh nó làm việc quá mức, vì vậy nó sẽ nóng lên hơn mức bình thường, và nó sẽ đồng nghĩa với cái việc là cái thằng đó nó sẽ hư sớm. Thì đó là tại sao mình muốn các bạn là làm chính xác. Thì nếu để mà chính xác thì các bạn bắt buộc phải xài cái máy này. Nếu như mà các bạn đem ra tiệm mà cái người đó không có máy, và cái người đó nói tôi có thể làm cho bạn theo kinh nghiệm, và thì các bạn đừng bao giờ giao cho những người đó. Thì đây là hai cái lỗ mà chúng ta bỏ hơi lạnh vào, và đây là cái bình của nó 134A, và đây là cái bình R22. Thì bây giờ người ta không xài cái này nữa, tại vì nó rất là nguy hiểm tới sức khỏe và làm thủng tầng ozone của chúng ta. Ở bên Mỹ này không cho xài nữa. Thì đây là nó gọi là manifold gate, để nhằm để mà check cái áp suất bên trong hai cái cọng dây lạnh của chúng ta. Thì đây là cái máy để mà service. Thì tất cả các dealer và tất cả những cái shop, người ta cần phải có cái máy này để mà bơm chính xác cái hơi lạnh vào và làm việc rất là pro, rất là chuyên nghiệp. Thì khi mà các bạn làm việc chuyên nghiệp thì các bạn phải có cái máy này trong shop của mình. Thì tiếp tục, đây là cái bản đồ. Bây giờ mình sẽ nói cái cách hoạt động của hệ thống. Các bạn ráng nghe ha, mình sẽ bắt đầu từ cái thằng compressor trước. Thì các bạn màu xanh là màu xanh, các bạn có thấy đường ống màu xanh không? Thì màu xanh tượng trưng cho low side, và màu đỏ tới màu vàng là tượng trưng cho high side. Thì khi mà mình nhắc tới khí lạnh các bạn, mình sẽ bắt đầu từ cái compressor là cái máy ép khí lạnh. Thì cái khí lạnh các bạn, thể của nó là thể khí. Khi mà thể khí nó đi qua cái thằng compressor này, thì trong compressor là ép khí lạnh này, nó sẽ có những cái piston ở trong đó, và những cái piston này nó sẽ ép hỗn hợp khí R134. Thì khi mà ép với cái lực rất mạnh thì thể khí của R134 sẽ biến thành thể lỏng và cực kỳ nóng. Bởi vậy các bạn sẽ rờ vào dây bên hai side đó bạn, các bạn sẽ cảm thấy cái tay của mình rất là nóng. Thì khi mà thằng compressor, thằng cái máy ép ép khí lạnh này, nó ép cái khí lạnh xong thì khí lạnh từ dạng khí nó sẽ chuyển thành dạng lỏng. Thì các bạn có thấy màu đỏ này không? Thì khi mà cái thằng màu đỏ này, cái dạng thể lỏng của hỗn hợp khí lạnh nó sẽ đi tới đâu? Nó sẽ đi tới condenser và cánh quạt. Thì ở đây condenser là bộ phận tản nhiệt. Thì khi mà hỗn hợp khí lạnh và đang là lỏng thì nó sẽ đi qua condenser này. Và khi mà nó đi ở trên cao thì cái nhiệt độ của nó rất là nóng. Khi mà nó đi xuống dưới cùng của bộ phận tản nhiệt thì cái hơi nóng đó nó từ từ làm nguội, và nó không còn nóng nữa và nó trở thành hơi ấm ấm. Thì khi mà cái hỗn hợp khí lạnh ấm như vậy, nó đi qua tới đâu bạn? Nó sẽ đi tới receiver dry. Thì ở khu này receiver dry nó có nhiệm vụ lọc cái hơi lạnh và của chúng ta đó. Thì cái thằng receiver dry này là cái nhiệm vụ nó là lọc cái hơi lạnh đó. Thì khi mà lọc cái hơi lạnh xong rồi, nó sẽ đi vào cái expansional valve. Nó sẽ đi vào cái expansional valve này. Thì cái thằng nhiệm vụ expansional valve này là nó giữ cho hỗn hợp khí lạnh ở đây, nó giữ hỗn hợp khí lạnh ở đây, đứng ở đây, và nó đợi tới khi nào mà cái hỗn hợp khí lạnh này nè các bạn, nó nguội dần đi. Thì khi mà tới cái nhiệt độ nguội cho phép thì cái expansional valve này nó sẽ mở ra, là cái expansional valve nó mở ra và nó sẽ cho cái hơi lạnh đi vào evaporator. Thì khi mà cái hơi lạnh các bạn, nó đi vào evaporator thì từ dạng khí lỏng và nguội dần thì nó sẽ biến lại thành dạng khí.
và cái khí này rất là lạnh luôn. Thì khi mà nó đi vào evaporator là nó trở thành cái dạng lạnh lại rồi. Thì khi mà ở nằm ở thằng evaporator này nó lạnh như vậy, và kèm theo đó là một cái quạt. Thì khi mà các bạn mở cái công tắc quạt ở trong xe lên thì lúc này các bạn sẽ cảm thấy được cái hơi lạnh đi ra. Thì lúc đó các bạn biết là thằng evaporator này ở bên trong nó đã lạnh. Rồi tiếp tục khí nó sẽ đi ngược lại vào compressor và nó cứ tuần hoàn như vậy. Và compressor là cái chỗ mà ép hơi lạnh. Thì một lần nữa, mình đã giải thích xong về cái hệ thống tuần hoàn của nó rồi. Bây giờ mình sẽ nói lại với bạn, thì mình sẽ nói tiếng Anh ha. Thì compressor sẽ ép khí lạnh từ dạng khí sang dạng lỏng, và nó sẽ đi tới condenser. Và condenser ở đây, khi mà dạng lỏng của khí lạnh đi tới cuối cùng thì nó đã nguội, và khi là nó đi qua thằng receiver dry ở đây. Và nhiệm vụ của thằng receiver dry này để mà nó lọc cái dạng, để mà nó lọc cái thằng hỗn hợp khí lạnh của chúng ta. Và khi lọc sạch nó sẽ đưa vào cái expansion valve vẫn là thấy lỏng. Thì khi mà đạt tới nhiệt độ cho phép, nhiệt độ đủ lạnh, thì expansion valve nó sẽ cho khí lạnh đi vào evaporator. Thì nằm ở evaporator thì cái dạng cái thằng khí lạnh của chúng ta nó chuyển lại từ thể lỏng sang thể khí. Thì ở thể khí nó tạo ra cái sự lạnh, và nhờ vào cánh quạt nó sẽ thổi ra cái không khí lạnh vào trong xe, rồi nó sẽ đi qua tiếp tục compressor, và cái như vậy tuần hoàn cho đến khi nào mà chúng ta tắt cái công tắc AC đi và chúng ta không muốn lạnh trong xe nữa, thì lúc đó nó mới tắt, nó mới thằng compressor này nó không hoạt động nữa. Thì đó là cái hoạt động của nó. Ok, thì bây giờ mình sẽ nói tới cái việc mà các bạn service. Nó sẽ có 3 bước chính, nhưng mà bước đầu tiên mình muốn các bạn determine, có nghĩa là xác định là hệ thống của chúng ta là hệ thống xài cái dạng R12 hay hoặc là cái dạng R134A này. Tại vì sao mình muốn các bạn xác định như vậy? Vì cái máy mà phục vụ và cái máy service cho khách hàng của chúng ta thường bây giờ nó sẽ xài là R134. Thì nếu như mà các bạn không có xác định là cái xe ô tô đó xài R12 hoặc là R134, nếu mà các bạn recover á, có nghĩa là các bạn lấy hết cái khí lạnh nó ra, các bạn sẽ làm ảnh hưởng đến cái máy service của chúng ta, cái máy mà bơm cái khí lạnh của chúng ta đó. Thì đầu tiên các bạn phải xác định cái máy của chúng ta xài hỗn hợp khí lạnh nào. Rồi bây giờ là những cái bước chính, là kể từ bước 2 cho đến bước 4. Cái bước 2 mình sẽ refrigerant must be recovered. Thì đầu tiên các bạn phải recover, là các bạn phải lấy những cái khí lạnh cũ trong xe khách hàng ra hết. Rồi sau đó mình sẽ tới cái chuyện đó là vacuum. Thì cái chuyện vacuum này là tiếng Anh là vacuum, nhưng tiếng Việt nó là hút chân không. Đối với lại cái kỳ hút chân không này, các bạn nên cho mình là 15 phút để nó hút những cái chất dơ và những cái nước ở trong hệ thống của chúng ta ra. Và cái bước tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta phải nạp lại cái hỗn hợp khí lạnh R134 cho khách, và mà chúng ta phải nạp đúng cái lượng cho phép của hãng manufacturer, của hãng Toyota hoặc là hãng Honda, nếu mà tùy vào cái loại xe mà các bạn đang làm việc trên cái loại xe đó. Thì nạp vào có nghĩa là charge correct, là đúng. Thì chúng ta phải charge correct refrigerant, có nghĩa là chúng ta phải nạp vào đúng cái lượng cho phép và đúng cái khí lạnh đó. Thì giả sử như xe chúng ta xài R12 thì chúng ta phải bỏ R12 vào, chứ chúng ta không thể nào bỏ R134. Đối với những cái xe hiện tại bây giờ đa số toàn là xài 134, chúng ta phải bỏ khí lạnh 134 vào cho khách. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới cái phần coi video nhé. Dây màu đỏ vào trong đường dây áp suất cao, dây màu xanh vào trong đường dây áp suất thấp, màu đỏ cho áp suất cao, màu xanh cho áp suất thấp. Đó, thì nó có hai dây nha, dây màu xanh là mình nói là cho cái phần áp suất thấp. Thì một khi mà mới là nó chạy nó quất bình thường, nó làm việc bình thường, nó các bạn sờ vô cái đường dây bằng nhôm nè, lại lớn hơn á, là màu xanh này nè, thì nó sẽ là rất là mát nha, mát lạnh luôn đó, mát lạnh. Còn cái phần dây màu đỏ là áp suất cao á, dây nó nhỏ hơn, sờ vô nó sẽ ấm và nóng nha.
là chính xác vậy đó các bạn. Máy lạnh hoạt động bình thường là khoảng độ từ 25 cho đến 65 tùy theo cái nhiệt độ bên ngoài. Cái phần áp suất cao nè, gần 200. Nhưng mình nói chính xác ra nhiệt độ bên ngoài bây giờ là khoảng chừng 60 mấy 70 độ F thì mình nhân đôi lên và mình cầu khoảng chừng 20. Chính xác như vậy nha các bạn. Các bạn cần phải hút ra hết những cái dầu hơi lạnh còn dư sót lại ở bên trong những cái đường ống dây điều hòa máy lạnh trước. Rồi sau đó các bạn dùng cái nút này mình bấm để mình hút chân không ra. Có nghĩa là mình hút hơi ra nè, hút bụi ra nè, cũng như là hút những cái chất ẩm ở trong cái hệ thống điều hòa máy lạnh ra trước. Rồi sau đó các bạn để cho cái chế độ nó kiểm tra coi nó có bị rò rỉ ở đâu không. Rồi cái việc đầu tiên mình phải làm đó là gì các bạn? Mình bấm nút Recover. Và cái bước thứ hai mình cần phải làm đó là mình hút chân không ra. Có nghĩa là mình cho cái máy bơm nó hút hết những cái hơi ở bên trong cái hệ thống điều hòa máy lạnh ra. Và cái chất bụi bặm nè, cũng như là cái độ ẩm ướt ở bên trong cái hệ thống hút chạy nè. Cái máy bơm nó sẽ chạy 15 phút nha. Bây giờ vacuum cũng complete xong rồi, là mình hút chân không xong xuôi hết rồi. Các bạn thấy đồng hồ bên đây không? Cái kim này nằm ngay chỗ vị trí là 30 là chân không, thì là hoàn toàn không có bị rò rỉ hết. Bây giờ cái bước tiếp theo có nghĩa là các bạn cần phải bỏ dầu hơi lạnh vào. Thì đây là cái bước cuối cùng. Thì bây giờ mình bấm vào cái số lượng dầu R134A là bao nhiêu, thì là 1 pound. Hai cái sức nén nó như nhau nha các bạn, là khoảng độ chừng gần 100 PSI nếu như các bạn để ý. Một khi các bạn nổ máy lên xe rồi đó, thì cái này là nó sẽ trở về vị trí là khoảng từ 30 cho đến 60 PSI là cái hệ thống máy lạnh nó làm việc bình thường nha. Và cái kim này là nó chỉ khoảng từ độ 150 cho đến 250 PSI là làm việc bình thường nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ vào bên trong xe, mình nổ máy lên nha các bạn. Rồi các bạn để ý những cái kim này nè, nó sẽ trở về cái vị trí như mình nói. Nếu mà cái hệ thống nó làm việc bình thường, hệ thống điều hòa máy lạnh nó làm việc bình thường, thì cái đường ống dây màu xanh là low side đó, cho cái này đó, nó sẽ lạnh nha, mình sờ vào nó lạnh. Và cái đường ống dây nhỏ là màu đỏ này nè, cái áp suất cao á là nó sẽ nóng, nóng nha các bạn. Thì cái này là khoảng độ từ 25 cho đến 60, còn này là khoảng từ độ 150 cho đến 250. Các bạn có thể nhìn vào trong cái mắt kiến ở đây nè, không biết các bạn nhìn thấy không, cái kiến ở đây nè, các bạn có thấy không, cái đó dầu hơi lạnh R134 á, nó đang lưu chuyển qua cái đường ống dây nóng này nè. Đó là cái cách làm việc của hệ thống điều hòa máy lạnh.